Thank you.
OK, Katrina xin chào tất cả các anh chị trên Facebook Live của GIF, đội nhóm GIF doanh nhân. Hôm nay Katrina rất là vui được host cái chương trình Facebook Live cơ hội kinh doanh dành cho người trẻ. Em xin được giới thiệu cho những anh chị em nào mà mới đây là lần đầu tiên gặp Katrina đó, thì Katrina là Katrina Khổng, hiện tại bây giờ đang ở Charlotte, North Carolina. Và Katrina đến với lại kinh doanh New Skin là được 9 năm, tính tới nay là được 9 năm. Và lúc mà Katrina bắt đầu lúc đó là mình mới 26 tuổi mà thôi. Cho nên đây là một cái cơ hội và cũng là một cơ hội đã chia sẻ và đã thay đổi cuộc đời của Katrina rất là nhiều trong khoảng 9 năm vừa qua. Thì hôm nay Katrina được mời lên đây để mà cùng chia sẻ với các anh chị về cơ hội, không những là cơ hội này nhưng mà chia sẻ với các anh chị để có hai câu chuyện của hai người bạn trẻ khác cũng đã bắt đầu kinh doanh này trong cái thời điểm rất là trẻ, và hai người này cũng là trong một thời gian đã có thể có được một cái và nó là có một cái kết quả rất là ấn tượng. Và rồi họ đã có thể có được cái cuộc sống mà họ mong muốn khi mà họ đeo đuổi với lại kinh doanh với New Skin. Thì bây giờ Katrina xin mời hai bạn. Trước hết thì Katrina sẽ mời đó là bạn Blue Diamond Thúy Võ và bạn Diamond Director Nguyên Lý cùng mở camera lên để mà cùng chào các anh chị trên Facebook Live ngày hôm nay nhé. Good morning. Good morning, Katrina. Good morning, Nguyên. OK, vậy là bây giờ mình sẽ bắt đầu và Katrina cũng mong là có thể mời trước hết thì mời Thúy có thể chia sẻ bản thân của mình một chút xíu background của mình trước khi mà mình bắt đầu với lại chương trình live của ngày hôm nay. Mời Thúy. OK. Trước hết thì Thúy gửi lời chào tới tất cả các anh chị đang xem live ngày hôm nay, cũng như là Katrina và Nguyên. Trước khi tham gia New Skin cũng như là hiện tại đó thì Thúy đang ở South Carolina, nhưng mà làm Facebook Live ngày hôm nay thì đang ở Pennsylvania thăm gia đình. Và trước khi tham gia New Skin thì Thúy làm trong ngành nghề kế toán. OK, cảm ơn Thúy. Và bây giờ Katrina xin mời Nguyên. Xin chào chị Katrina, xin chào chị Thúy. Và đầu tiên thì Nguyên xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên Facebook Live ngày hôm nay. Nguyên tên là Nguyên Lý và hiện tại thì Nguyên đang ở Nam California. Và trước khi Nguyên làm New Skin thì Nguyên là một người y tá. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều và cũng cảm ơn Thúy. Ngày hôm nay thì Katrina rất là hân hạnh được mời hai bạn lên đây đó. Thì khi mà để chia sẻ về cái câu chuyện của mình và đến với lại New Skin như thế nào, thì đây là hai câu chuyện khá ấn tượng và đã đạt được những kết quả rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thì trước hết thì Katrina có thể mời Thúy chia sẻ một chút xíu về cái lý do mà Thúy đã bắt đầu kinh doanh với New Skin, là cơ duyên nào đã New Skin đã đến với Thúy và Thúy đã nắm bắt được cơ hội đó như thế nào. Cảm ơn câu hỏi của Katrina. Cái cơ duyên mà Thúy biết tới New Skin thì khá là đơn giản. Lúc đó cái người giới thiệu của Thúy hỏi phán một câu và hỏi một câu, nghĩa là anh hỏi là em có dự định gì trong vòng 5 năm tới hay không. Thì lúc đó Thúy ngơ ngác nhìn anh, Thúy nói là dạ chưa. Và câu thứ hai anh phán một câu, anh nói là em có tin rằng trước khi em 30 tuổi em sẽ là 1 triệu phú hay không. Thì với cái câu đó của anh thì làm cho Thúy rất là ngạc nhiên và mình cũng gọi là thắc mắc. Thì Thúy hỏi là vậy thì cái đó là cái gì, làm sao làm được, có nghĩa là làm sao làm Thúy có thể trở thành triệu phú trước khi 30 tuổi.
lúc đó thì mới 26 tuổi như Katrina thôi. Và anh nói là em kinh doanh cùng với Nu Skin đi. Thì cái Thúy nói anh Nu Skin đi bán hàng chắc cái này không thích hợp với em đâu, em không làm được đâu. Nhưng mà anh nói là tại sao em nghĩ nó lại là một đi bán hàng. Cái Thúy nói thì em nghĩ vậy, em thấy người ta làm vậy, cho nên anh nói không, em tìm hiểu đi. Thì sau cái câu nói đó thì Thúy đã về và tìm hiểu, mất 3 ngày tìm hiểu các anh chị. Và sau khi Thúy tìm hiểu thì càng tìm hiểu thì mình càng gọi là đam mê. Và sau 3 ngày thì Thúy đã quyết định, Thúy gọi cho anh và Thúy nói là em muốn làm công việc này thì em bắt đầu như thế nào. Và đó là cái cơ duyên mà Thúy biết tới cơ hội cũng như là bắt đầu với Nu Skin. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Và đây là một cái phải nói là một cái câu chuyện cũng khá ấn tượng và khá đặc biệt đó. Là Thúy có thể chia sẻ một chút xíu là lúc đó Thúy 26 tuổi thì Thúy đã thấy cái gì khác biệt giữa công việc cũ của Thúy và với lại cơ hội kinh doanh này mà Thúy nắm bắt được? Cái sự thật sự lúc đó thì chưa, mình mới tìm hiểu Nu Skin thôi, cũng chưa hiểu được Nu Skin nhiều lắm. Nhưng mà Thúy cảm thấy một cái sự khác biệt đó, sau khi mà mình bắt tay làm đó thì trước kia công việc của Thúy là đi làm văn phòng từ 9 giờ cho tới 5 giờ chiều. Và ngày thứ bảy chủ nhật thì mình được nghỉ. Nói chung là rất là thoải mái. Nhưng mà mình biết được một điểm là mình cần phải làm như vậy tới 65 tuổi mới được về hưu. Thì Thúy cảm thấy là thấy cái này không ổn rồi, mình phải tìm một cái phương pháp khác. Nhưng mà ngược lại thì với Nu Skin á, người anh chia sẻ là em có thể làm do thời gian do em quyết định, cũng như là em làm nhiều tiền hay ít tiền thì cũng do em quyết định, và đặc biệt là em có thể làm bất cứ nơi nào. Thì với ba cái điểm đó thôi thì tôi nói là đó là cái sự khác biệt giữa công việc trước kia và kinh doanh Nu Skin hiện tại, cho nên Thúy đã quyết định và gọi là bắt tay tới ngày hôm nay. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Và bây giờ trở lại với Nguyên á, thì cũng là một câu hỏi lý do tại sao Nguyên đến với Nu Skin và Nguyên đã thấy được cái sự khác biệt gì giữa công việc cũ và Nu Skin để Nguyên có thể bắt và đó là bắt tay vào để mà vừa học vừa làm với lại kinh doanh này. Thank you chị Katrina. Lúc mà Nguyên qua Mỹ đó, các anh chị, lúc đó Nguyên mới 13 tuổi thôi. Và khi mà một người trẻ thì đương nhiên cái mục tiêu của một người trẻ là mình chỉ tập trung vào đi học đúng không ạ? Và lúc đó thì Nguyên đi học ra được cái bằng y tá. Nhưng mà khi mà mình học làm được cái công việc y tá đó, thì mình thấy là rõ ràng cái công việc này nó không cho được một cái cuộc sống mà Nguyên mong muốn. Và đó là lý do tại sao Nguyên quyết định Nguyên đi học thêm để mà lấy một cái bằng khác cao hơn trong công việc y tá của mình. Nhưng mà trong cái quá trình mình đi học đó, thì mình thấy mình tìm hiểu được về Nu Skin. Và lúc đó Nguyên đã quyết định làm Nu Skin. Trong 7 năm vừa qua thì cái sự khác biệt giữa Nu Skin và cái công việc trước của Nguyên đó, là thật chất Nguyên rất là yêu công việc y tá của mình. Nhưng mà rõ ràng đó, với công việc y tá, Nguyên không có được một cái sự linh động về thời gian. Nghĩa là Nguyên bắt buộc phải làm việc clock in, clock out vào một thời điểm mà người ta đã đặt ra cho mình. Mình không được quyền quyết định là mình làm được gì với cuộc sống của mình vào ngày mai hoặc là vào vài tháng kế tiếp, anh chị. Cái thứ hai đó là với công việc này thì Nguyên có thể tự làm chủ. Tại vì no boss. Với Nu Skin đó, thì thật sự ra là Nguyên yêu thích là vì mình quyết định được là mình muốn kiếm bao nhiêu tiền với cuộc sống của mình. Và đồng thời đó là mình quyết định được là cái sự sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian của mình nó như thế nào. Chứ mình không lệ thuộc vào bất cứ người nào sắp xếp cái công việc của mình và thời gian của mình. Và một điều nữa đó là trong công việc này rất là tuyệt vời là mình không cần phải có bằng cấp. Chúng ta không cần phải đi học 4 năm giống như là Nguyên để bắt đầu kinh doanh. Mà chúng ta có thể bắt đầu liền để mà có thể vừa học vừa làm. Cho nên là ba cái yếu tố này là Nguyên thấy là rất là sự có một sự khác biệt rất là lớn giữa công việc của Nu Skin hiện tại. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Nguyên. Và qua cái lời chia sẻ của Nguyên và Thúy thì Katrina thấy đây là phải nói là một cái cơ hội tuyệt vời cho tất cả những bạn trẻ ngoài kia. Và lý do tại sao là tại vì Thúy nêu ra một cái điểm mà Katrina rất thích nè, là kinh doanh này mình có thể làm bất cứ ở nơi đâu, và mình không có cái mình có được có thể cái chủ động cái thời gian của mình, và mình không có cần phải làm việc cho bất cứ một ai hết. Và đó là cái điểm mà Katrina thấy rất rất quan trọng, đúng không ạ? Nghe rõ gì cả. Ok, sorry, chắc là có một chút xíu technical problem.
Thì trở lại với lại cái điểm mà Nguyên và Thúy cũng đã chia sẻ đó, thì Katrina thấy đây là một cái điều mà rất là đặc biệt cho những bạn trẻ hiện tại bây giờ đang đi tìm hiểu về cái cơ hội này, là tại vì khi mà mọi người đều thấy là trong cái thời điểm hiện tại bây giờ đó, Katrina thấy được là có rất là nhiều anh chị, phải nói là có nhiều bạn trẻ ngoài kia có thể là không có công ăn việc làm, đúng không? Nhất là trong cái thời điểm mà COVID-19 chúng ta đang sống trong lo sợ như vậy đó, thì có rất là nhiều người bây giờ đang bị unemployed. Mà theo cái thống kê mà Katrina biết được ở tại Mỹ hiện tại bây giờ là có trên 52% những bạn trẻ là millennial đó, là những bạn trẻ sinh từ năm 1982 tới năm 2000, là hiện tại bây giờ không có công ăn việc làm. Thì khi mà nghe được cái câu chuyện của Nguyên và Thúy, thì nghe được cái việc là mình có thể tự chủ được trong cái việc là mình kiếm tiền bao nhiêu, mình có thể tự chủ được là mình không cần phải làm việc cho ai hết, mà mình có thể tự chủ được là mình có thể làm việc bất cứ ở nơi đâu, chỉ cần dùng cái phone thôi, đúng không? Cần dùng cái phone là mình có thể được kinh doanh được toàn cầu rồi. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và đó là một cái điểm mà Katrina cảm thấy người trẻ hiện tại bây giờ đang tìm kiếm. Thì bây giờ có thể trở lại với Nguyên. Vậy thì khi nếu mà một người nào đó đang ngồi nghe, có bạn trẻ nào đó đang nghe cái câu chuyện của Nguyên và Thúy đó, thì muốn được bắt đầu với kinh doanh này thì Nguyên đã bắt đầu như thế nào? Nó có đơn giản hay không? Ok, thank you chị Katrina. Đối với Nguyên đó, thì khi mà mình nói đến kinh doanh, Nguyên nghĩ là khi nói với kinh doanh thì hầu hết tất cả những người trẻ đều muốn kinh doanh hết. Nhưng mà một cái sự trở ngại đầu tiên đó là những người trẻ như Nguyên, lúc trước mình không có nhiều tiền để đầu tư. Mà mình nghĩ là kinh doanh mình phải bỏ một số tiền lớn để mà đầu tư mới thật sự là kinh doanh, đúng không ạ? Và khi mà mình kinh doanh đó, mình phải lo lắng về vấn đề nhân viên, vấn đề thuế má, về vấn đề rất là nhiều thứ khác. Và đó là lý do tại sao mà những người trẻ muốn kinh doanh nhưng mà không có cơ hội để có thể kinh doanh. Nhưng mà với kinh doanh New Skin thì tất cả những thứ đó nằm trong điện thoại của mình, đúng không ạ? Và cái điện thoại của mình, đây là cái cửa hàng của mình các anh chị. Và với Nguyên đó, thì với cái cửa hàng này, Nguyên có thể ngồi ở một chỗ, Nguyên có thể ngồi ở Cali mà có thể kinh doanh ở khắp nơi. Tại vì sao? Vì New Skin hiện tại đang có mặt trên 55 quốc gia. Đây là một cái cửa hàng khổng lồ, mình có thể sử dụng Facebook để có thể kinh doanh trên 55 quốc gia này các anh chị. Và đó là lý do tại sao mà mình có một cái thị trường rất là lớn và mình không cần phải đầu tư vốn liếng. Mình có sẵn những sản phẩm từ công ty New Skin, thì công việc của mình vào đây là mình chỉ phân phối những dòng sản phẩm này đi khắp nơi thôi. Cho nên á, là Nguyên thấy kinh doanh này rất là thích hợp với người trẻ. Tại vì người trẻ không có tiền để đầu tư, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm. Nhưng mà người trẻ, một cái sự lợi hại là người trẻ rất là giỏi về điện thoại. Cho nên là với cái điện thoại này, Nguyên nghĩ là tất cả những người trẻ đều có thể thành công với kinh doanh này. Và khi mà Nguyên bắt đầu đó, thì Nguyên đã bắt đầu bằng việc là Nguyên đã bắt đầu mua một những sản phẩm mà Nguyên đang có nhu cầu. Tại vì lúc đó, Nguyên là một người Nguyên muốn kinh doanh, thì có những sản phẩm Nguyên cần phải tìm hiểu và Nguyên cần phải sử dụng. Có những sản phẩm thì thực sự là đối với Nguyên không có nhu cầu, tại vì Nguyên là con đàn ông, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn vì muốn kinh doanh cho nên Nguyên đã đầu tư một số lượng sản phẩm để trên bàn các anh chị, để trên bàn và mình nhìn hết tất cả những sản phẩm này và mình mở ra mình sử dụng. Thì khi mà mình sử dụng những dòng sản phẩm này đó, thì mình mới biết sản phẩm mình nó tốt như thế nào để có thể bắt đầu kinh doanh với sản phẩm. Các anh chị đồng ý không ạ? Và đó là cái điều mà Nguyên đã bắt đầu với kinh doanh này. Cảm ơn Nguyên nêu ra một cái điểm mà hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn trẻ, hình như là ai cũng rất là giỏi về vấn đề social media, cầm phone là có thể kết nối trên toàn thế giới, cầm phone là có thể nói chuyện với người ở Úc, ở châu Âu, ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà đó là một cái điểm cũng khá là quan trọng, đúng không ạ? Nếu mà mình bắt đầu ngay bây giờ có một cái phương tiện dùng phone để mình có thể kinh doanh và kiếm tiền thì tại sao mình không có làm? Bây giờ trở lại với Thúy. Thúy có thể chia sẻ là câu chuyện hình như là Thúy làm kinh doanh này đã trên 8 năm, thì Thúy lúc mà 26 tuổi thì Thúy đã bắt đầu kinh doanh này như thế nào? Nếu mà phải nói là nhìn lại 8 năm về trước thì mình rất là ngơ ngác, cá nhân của Thúy phải nói rất là ngơ ngác khi nghe tới cái chữ kinh doanh đó, thì mình rất là lo sợ, tại vì mình nghĩ là kinh doanh thì cần phải có vốn liếng, đúng không ạ? Mà lúc đó thì Thúy phải nói là không có tiền trong túi, nhưng mà mình phải làm như thế nào? Thì Thúy học cũng như là Thúy tìm hiểu đó, là nếu mà mình muốn kinh doanh đó thì mình cần phải có hai điều: một là mình cần phải có tiền để mà đầu tư, hai là mình cần phải có thời gian. Thì bước vào New Skin mới quá và cũng chưa có hiểu được nhiều đó, thì Thúy nghĩ rằng nếu như gia đình của Thúy thì chị nào cũng có tiệm nail, và khi mà chị mở tiệm nail thì cần có
một cái số vốn rất là nhiều. Thì nếu như mình có 200 ngàn để mà đầu tư vào tiệm nail thì nó cũng phải cần mất thời gian để mà lấy lại vốn đó. Nhưng mà đối với Nu Skin thì ngày đầu tiên khi Thúy tham gia và sau khi cho mình cái sự quyết định đó, thì Thúy đã cũng như cho mình một cái sự quyết định là Thúy sẽ đầu tư 200 ngàn trong tư tưởng của mình thôi để mà vào cái kinh doanh này, và cho 2 năm để mà mình lấy lại cả vốn lẫn lời đó. Thì cứ 2 năm, như 2 năm đầu tiên như vậy là Thúy chỉ biết học và làm, tại vì học hành thì dĩ nhiên nó sẽ đưa ra kết quả đúng không ạ? Và điều đầu tiên Thúy đã bắt đầu khá là đơn giản, đó là mình trải nghiệm những cái dòng sản phẩm mà hiện tại gia đình của mình đang sử dụng, đổi qua dòng sản phẩm của Nu Skin. Như Nguyên có nói, để mình trải nghiệm và mình biết được cái dòng sản phẩm đó nó như thế nào đó, và cũng như là đọc những cuốn sách, những nghe những video, những audio mà những người thành công đã chia sẻ với mình. Thì 2 năm đầu tiên và 200 ngàn trong tư tưởng đó, tại vì mình không thể nào bỏ cuộc được, cho dù nhiều khi mà mình gọi là mình nản đó, nhưng mà 2 năm đó là 2 năm cũng như là 200 ngàn trong tư tưởng Thúy đã cho mình luôn gắn vào trong đầu của mình, để rồi mình vượt qua được cái thời gian đầu tiên. Thì đó là cách Thúy đã bắt đầu rất là đơn giản. Khá đơn giản đúng không ạ? Và cái sự bắt đầu của Thúy cũng giống như cái sự bắt đầu của Katrina thôi, tại vì giống như hồi nãy Nguyên cũng có nhấn mạnh một điều đó, là với lại nhiều người trẻ hiện tại bây giờ với cái tuổi 20 mấy tuổi có thể là không có nhiều tiền để mà bắt đầu một cái kinh doanh, giống như Thúy nói là đâu có 200 ngàn để mở một cái tiệm nail hay là bắt đầu một cái kinh doanh gì đâu. Nhưng mà mình có thể với lại 100 đô, mình có 100 đô không? Chắc có chứ. Mình có 100 đô thì mình có thể dùng những cái sản phẩm mà thông dụng ở trong gia đình của mình, những sản phẩm giống như mình đã mua ở ngoài cửa hàng kia rồi đúng không? Kem đánh răng chẳng hạn, dầu gội đầu chẳng hạn, hoặc sữa tắm chẳng hạn. Thì những cái sản phẩm này nó rất là đơn giản. Và nếu mà mình bắt đầu với lại những sản phẩm thông dụng ở trong nhà đó, với bắt đầu ở 100 đô thì Katrina nghĩ là rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ đều có thể bắt đầu được. Và đó là cái sự bắt đầu rất là tuyệt vời. Cảm ơn Nguyên và cảm ơn Thúy. Thì đương nhiên là sau khi bắt đầu thì chắc chắn là trải qua rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay thì chúng ta không có nói về những cái khó khăn mà hai bạn đã trải qua đâu, nhưng mà Katrina thấy có một cái điểm mà hồi nãy giờ Thúy và Nguyên cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là mình phải vừa làm mà vừa học hỏi. Có nghĩa là mình phải học thì mình mới biết cách làm, mà có nhiều người biết sợ là ô tôi không có giỏi cái này, tôi không có giỏi cái kia thì chắc là tôi không làm được kinh doanh này. Có nghĩa là họ đã có cái tư tưởng mà họ không có bắt đầu được rồi. Có nhiều bạn trẻ có thể suy nghĩ như vậy. Nhưng mà một lời mà Katrina có thể nhắn gửi là chúng ta hãy bắt đầu rồi chúng ta sẽ học, rồi chúng ta sẽ biết cách làm. Và đó là cái lời mà Thúy và cũng như Nguyên đã nhắc đi nhắc lại và nói đi nói lại một vài lần hôm nay. Thì bây giờ cái với lại câu hỏi kế tiếp nè, khó khăn thì chúng ta đã gặp được và trải qua thì chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi. Vậy thì cái giá trị gì qua những cái khó khăn đó, thì cái giá trị gì đã đưa lại cho, có thể là bắt đầu với Thúy đi, đã đưa lại được cho Thúy trong thời gian vừa qua sau khi mà đầu tư vào trong kinh doanh này? Sau 8 năm đó thì nếu mà nói về giá trị thì phải nói là Thúy đạt được rất là nhiều giá trị khi mà được kinh doanh cùng với New Skin. Điều đầu tiên mà Thúy đã đạt được đó là thời gian do mình chủ động, tại vì mình có thể làm như Nguyên có nói đó là qua cái điện thoại thôi, mình có thể làm bất cứ nơi nào và đặc biệt là bất cứ lúc nào như mình mong muốn. Và tiền nhiều hay ít thì cũng do mình quyết định luôn, cho nên đó là những cái điểm mà phải nói là Thúy rất là thích. Và với hiện tại đó thì cái giá trị mà Thúy đạt được ngoài tiền, ngoài thời gian cũng như là ngoài cái sự phát triển của con người của mình đó, thì bây giờ Thúy có toàn thời gian cho con gái của mình. Từ khi mang bầu cho tới bây giờ baby gần được 4 tháng rồi thì Thúy đều dành, phải nói là 100% thời gian của mình cho con của mình từ khi trong bụng cho tới bây giờ, mà mình vẫn có được thu nhập đều đặn mỗi tháng, cũng như là mình vẫn có thể ngồi ở nhà mà làm việc trên qua cái điện thoại của mình để hỗ trợ cho đội nhóm cũng như là phát triển khắp mọi nơi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Thúy. Có một điều mà Katrina, như là tại vì thật sự từ những ngày đầu tiên á, Katrina có dịp để mà quen biết Thúy và cũng như là đã làm việc với Thúy trong vòng hơn 8 năm vừa qua đó, thì có một cái mà Katrina thấy được là trước khi mà Thúy có con và trước khi có bầu đó, thì hình như là có một cái giá trị rất là lớn là có thể đi du lịch được khắp nơi đúng không? Có thể là được travel. Có thể Thúy nói về một chút xíu về cái điểm này là đi du lịch mà vẫn có tiền. Cảm ơn Katrina nhắc cái này, và cái này phải nói là du lịch thì chắc chắn
ai cũng thích đúng không ạ? Riêng riêng cá nhân của Thúy thì rất thích, vừa làm vừa chơi, đó là một cái điểm mà rất là đam mê. Thì qua cơ hội Nu Skin qua 8 năm, nghĩa là từ nhỏ đến lớn khi mà sống ở nước Mỹ thì Thúy chỉ biết chỉ có một nước thôi, đó là Canada thôi, mà mình đi xe cũng chẳng phải là được đi máy bay nữa. Nhưng mà qua cơ hội Nu Skin đó thì 52 tiểu bang là Thúy đã gần đi được hết rồi, cũng như là bốn châu đó thì mình cũng đã được, lần đầu tiên đã đạt được tới châu Âu cũng như là được đi châu Á, chỉ còn là Úc châu mình chưa đặt đặt chân đến được thôi. Nhưng mà đó là cái mà Thúy rất là tâm đắc, cũng như giá trị mà Nu Skin cho Thúy được là mình có cơ hội xây dựng một đại gia đình ở khắp mọi nơi các anh chị. Chỉ gặp nhau qua Facebook thôi, chỉ biết nhau qua Facebook, liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày cũng như là nhìn qua video thôi. Nhưng mà khi mà có cơ hội tới đó, mình có mình gọi là mặt đối mặt đó, và mình đặt chân tới những cái nước mà mình chưa bao giờ biết tới, thưởng thức những món ăn cũng như là những cảnh đẹp của những cái quốc gia đó do những anh chị ở tại địa phương dẫn mình cũng như hướng dẫn cho mình, thì đó là một cái điểm mà phải nói là Thúy không bao giờ quên được, cũng như là nếu như không có cơ hội Nu Skin thì chắc chắn sẽ không được những đi du lịch khắp mọi nơi như vậy. Chúc mừng Thúy. Thật sự đây là một cái điểm mà Katrina cũng muốn nhắn gửi với lại tất cả các bạn trẻ đó. Thúy là một người bắt đầu kinh doanh này lúc mà 26 tuổi, và trong cái một thời gian rất là ngắn, 8 năm để mà có một cái kinh doanh giống như Thúy bây giờ, thì thật sự đối với Katrina đó là một thời gian rất là ngắn. Tại vì Thúy hiện tại bây giờ có một cái hệ thống làm việc không những ở tại Mỹ và Canada là nơi chúng ta đang sinh sống, nhưng mà ở khắp nơi trên thế giới các anh chị, ở châu Á có, châu Âu có, châu Úc có, hình như không biết là có châu Phi hay không, nhưng mà Katrina nghe nói là cũng có khách hàng gì đó ở châu Phi đâu đó đó. Nhưng mà đây là một cái điểm khá quan trọng đúng không ạ, và cũng là rất là hay. Thúy năm nay mới có ba mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà đã có một cái hệ thống làm việc và ở nhà nuôi con toàn thời gian với con, mà tiền nó vẫn vô đều đặn mỗi tháng, là tại vì trong vòng 8 năm vừa qua Thúy đã bỏ công sức ra để mà xây dựng một cái hệ thống. Và đến với lại kinh doanh với New Skin thì các anh chị có cơ hội để làm trên 55 quốc gia lận đúng không ạ? Và có nhiều quốc gia Katrina biết chắc chắn là Thúy chưa bao giờ có tới đó hết, nhưng mà vẫn có hệ thống làm việc ở đó. Thì chúc mừng Thúy. Và trở lại với lại Nguyên. Vậy thì đối với Nguyên, trong vòng thời gian mấy năm làm với New Skin thì Nguyên đã đạt được những cái giá trị gì, và những cái giá trị này nó quan trọng với Nguyên như thế nào? À, khi mà nói về giá trị đó thì thực sự là Nguyên đạt được rất là nhiều giá trị. À, một điều mà Nguyên tâm đắc nhất là cơ hội làm chủ các anh chị. À, không biết những anh chị khác nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với những người trẻ và đặc biệt là Nguyên đó, thì Nguyên thấy rõ ràng cơ hội làm chủ này nó lớn lắm. Vì hồi đó giờ mình đi làm công cho người khác á, tự nhiên bây giờ mình qua được làm chủ các anh chị, một cảm giác rất là tuyệt vời. Vì lý do là đó là vì mình quyết định được cái số tiền mình muốn kiếm là bao nhiêu. À, Nguyên hoàn toàn có thể quyết định được là tháng sau Nguyên muốn kiếm nhiều tiền hơn tháng này, đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là Nguyên hoàn toàn quyết định được là ngày mai Nguyên thức dậy lúc mấy giờ và Nguyên làm gì trong cái thời gian ngày mai các anh chị, mà mình không cần phải dựa vào một cái sự quyết định của những ai đó. Và Nguyên có thể đi được những chuyến đi chơi miễn phí hơn chị Thúy lúc trước. Hồi nãy chị Thúy nói là chị Thúy đi được một nước Canada, thì Nguyên đó đi được hai nước, đó là Mỹ và Việt Nam các anh chị. Và thật sự ra đó là Nguyên thật sự là mình khi mình nói về đi đi chơi đó thì hầu như là ai cũng có thể đi chơi hết, đúng không ạ? Và rõ ràng đó là mình có thể được đi chơi, nhưng mà lý do tại sao lúc trước không đi chơi là vì mình không có nhiều cơ hội để đi các anh chị, tại vì mình đi học và mình đi làm đó, cho nên mình không có nhiều cơ hội để đi. Nhưng mà vào Nu Skin 7 năm vừa qua thì một điều Nguyên rất là may mắn là khi mà mình làm công việc này, mình vừa có tiền mà mình vừa được thưởng những cái chuyến đi chơi hoàn toàn miễn phí anh chị. Và Nguyên có cơ hội để có thể dẫn mẹ Nguyên đi được những chuyến đi chơi đó. Nguyên đã đi qua được những chuyến giống như là South Africa, Caribbean Cruise, Hawaii, vân vân. Thì những chuyến này hoàn toàn miễn phí do công ty NoSkin tặng. Và đó là một trong những cái chị kế tiếp mà Nguyên đạt được. Và cái giá trị Nguyên nghĩ là lớn nhất đối với Nguyên đó là về phát triển bản thân. Tại vì khi mà học ra bằng y tá rồi thì mình nghĩ là lúc đó mình học xong rồi, học đủ rồi đó, mình không cần phải học tiếp. Và công việc của cái ngành y tá đó mình chỉ cần làm như vậy thôi, đúng không, chứ không cần là phải phát triển bản thân nhiều. Nhưng mà với công việc Nu Skin thì vào đây đây là một môi trường hoàn toàn mới, cho nên nó giúp cho Nguyên học rất là nhiều, và có những cái cuốn sách mình phải mở ra mình học lại các anh chị, và cũng có những cuốn sách hoàn toàn mới mà mình cần phải học về tư duy, kiến thức cũng như kỹ năng. Và vào một cái môi trường nó luôn luôn nó giúp cho mình có một sự phấn đấu, thì Nguyên thấy rõ ràng là con người của Nguyên nó phát triển hàng ngày. Và đó là lý do tại sao mà
mọi người có thể thấy Nguyên hôm nay là dạn dĩ hơn nhiều đúng không ạ? Nói chuyện tốt hơn. Chứ lúc trước thì không biết gì đâu, chỉ biết chích thuốc và kê toa thôi. Nhưng mà với Nu Skin thì hiện tại Nguyên có thể làm được những chuyện khác mà hồi đó giờ Nguyên chưa làm được. Cho nên ba cái điều đó là ba cái giá trị đối với Nguyên. Đó là cái sự lớn nhất khi mà Nguyên thành công với Nu Skin. Cảm ơn Nguyên. Những cái giá trị này rất là, phải nói là đưa lại một cái điều gì đó làm cho mình cần phải suy nghĩ đúng không ạ? Và để Nguyên có thể nêu ra được điều này, Katrina thấy rất là vui. Là tại vì sao? Là tại vì lúc mà Nguyên bắt đầu với kinh doanh New Skin, lúc đó Nguyên chỉ mới có 23 tuổi thôi. Cho nên là nhận ra được những cái giá trị mà mình có thể phát triển bản thân nè, mình có thể đạt được những cái giấc mơ đi du lịch khắp nơi nè, rồi mình có thể có được một cái có nghĩa là tự chủ, tự do quyết định được cái con đường của mình đi là gì và tự do quyết định được là mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong cái cuộc sống của mình. Thì đây là ba cái điểm mà Katrina thấy là rất là ấn tượng cho một người trẻ, nhất là lúc mà Nguyên mới bắt đầu 23 tuổi, tính tới thời điểm này thì thật sự là còn quá trẻ để mà có thể nhận ra được những cái điểm này và nhận được cái giá trị này. Và chỉ có với kinh doanh New Skin thì đã giúp được Nguyên đạt được điều đó đúng không ạ? Và cảm ơn Nguyên cũng như là Thúy đã chia sẻ những cái giá trị, và đây là những cái điểm mà chính bản thân Katrina cũng được nhắc nhở. Là lý do tại sao mình có mặt ở đây và lý do tại sao mình vẫn phát triển và làm việc với kinh doanh này, và lý do tại sao mình vẫn muốn chia sẻ với rất nhiều bạn trẻ ngoài kia, có thể là không biết phương hướng, không biết là ngày mai họ sẽ làm gì và trong tương lai họ sẽ đi về đâu. Thì qua những cái giá trị giống như vậy đó sẽ tạo lên được một cái nỗi niềm gì đó và giúp cho mấy bạn có một cái quyết định là có thể đây là cái kinh doanh các bạn muốn tìm hiểu và đây là kinh doanh các bạn nên đầu tư vào. Thì đây là một cái lời, có thể là một lời cuối cùng mà nhắn gửi đi. Và Katrina thấy là đây là một cái thời điểm rất rất đặc biệt với những gì đang xảy ra trên thế giới bây giờ, là đang rất rất đặc biệt các anh chị, và nhất là cho những bạn trẻ và cho giới trẻ của thế giới hiện tại bây giờ, là chúng ta có thể dùng cái phone, chúng ta có thể qua phương tiện Facebook, phương tiện social media để chúng ta làm kinh doanh. Vậy thì có thể là Thúy có thể chia sẻ với mọi người một lời là tại sao đây là lời thời điểm tốt và phải nói là tốt nhất để mà cho các bạn trẻ tìm hiểu về cơ hội này và có thể bắt đầu với kênh cơ hội này liền. Cảm ơn câu hỏi của Katrina. Đối với cá nhân của Thúy thì phải nói là sau một cái quá trình mình kinh doanh cùng với New Skin thì mình cảm thấy mình đủ vì thời gian, đủ vì tiền tài chánh, nhưng mà với tình trạng hiện tại đó, mình cảm thấy là mình quá là may mắn so với những bạn ngoài kia. Là vì thời buổi này thì không ai muốn ra đường đúng không ạ? Cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Và may mắn rằng là đối với cơ hội Nu Skin đó, thì nó cho mình làm được cái điều đó ngay tại nhà của mình, trên cái chiếc phone điện thoại của mình mà thôi. Và đơn giản, nếu như mà hiện tại bạn chưa hài lòng với những gì bạn đang làm, hoặc là bạn đang bâng khuâng muốn tìm một cái gì đó hơn, hay là muốn thay đổi mà bạn đang gọi là chưa có một cái đường hướng đi đó, thì bạn hãy cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu kinh doanh với New Skin, để xem New Skin sẽ cho bạn được những gì, hoặc là New Skin có những gì mà bạn có thể tiếp nhận được, thì bạn hãy cho mình một cái cơ hội tìm hiểu và hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay các anh chị. Tại vì chẳng có gì để mất cả. 8 năm về trước Thúy bắt đầu rất là đơn giản, cũng như là một câu nói là trước khi em 30 tuổi em sẽ là 1 triệu phú đó. Với cái câu nói đó thôi mà nó đã gắn liền với Thúy, thì không có gì chần chờ cả. Mình cứ học và rồi mình bắt đầu và rồi mình sẽ học. Học nó sẽ đi đôi với đi hành, thì kết quả nó sẽ đạt ra thôi. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Thúy rất là nhiều. Nguyên. Okay. Đối với Nguyên đó thì trong thời điểm hiện tại, Nguyên cảm thấy rất là may mắn vì rõ ràng là trong những tháng vừa qua đó có rất là nhiều những người bạn cùng tuổi Nguyên, họ không có công việc làm nhưng mà Nguyên ở nhà, Nguyên vẫn có thể kiếm được tiền các anh chị. Và Nguyên thấy khi mà mình ở nhà như vậy đó thì mình thấy rõ ràng cái giá trị mà mình đạt được từ New Skin nó lại càng lớn hơn. Là khi mà mình làm New Skin, mình không bị dừng lại các anh chị, mình vẫn tiếp tục, mình có thể kiếm được đồng tiền mà mình mong muốn. Và một cái lời khuyên mà Nguyên có thể dành cho những người bạn trẻ đang có mặt trên buổi Facebook Live ngày hôm nay đó, là thế giới này đang thay đổi từng ngày, đúng không ạ? Và có những công việc, có những kinh doanh nó sẽ không còn nữa, và mình phải chấp nhận được điều đó. Và nếu như các bạn đang lo lắng về một điều gì đó trong cuộc sống của mình, lo lắng về tương lai sắp tới nó sẽ ra như thế nào mà mình không biết được, vậy thì ở trên tay của các bạn không phải là một cái điện thoại, mà đây là một cơ hội để có thể giúp cho các bạn làm chủ được bản thân
làm chủ được cuộc sống hiện tại và làm chủ luôn cả tương lai của mình. Vậy thì các bạn hãy nắm bắt nó, tìm hiểu và hãy bắt đầu kinh doanh. Okay. Cảm ơn Nguyên rất là nhiều, và cũng may nhờ mà qua cái phone, qua cái điện thoại này mà Katrina đã có dịp làm việc với Thúy và Nguyên trong khoảng thời gian đối với Katrina là gần 9 năm vừa qua. Thì khi mà biết được giống như vậy là mình thấy được là bây giờ cơ hội thế giới, giống như Nguyên đang nói, thế giới đang thay đổi, chúng ta cần phải thay đổi, nếu không thì chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ, đúng không? Và chúng ta sẽ bị lạc hậu mất tiêu, và rồi mình sẽ không có thể nào tiến thăng được các anh chị. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng cho những bạn trẻ ngoài kia. Nếu mà những anh chị nào hoặc là những bạn nào mà đang nghe Facebook Live này đó, thì mấy bạn hãy liên lạc liền với lại cái người đã mời mình vào trong cái chương trình Facebook Live ngày hôm nay. Người nào đã chia sẻ với các anh chị và chia sẻ với các bạn đó, thì các bạn hãy liên lạc với người đó để người đó có thể giúp các bạn bắt đầu. Và giống như Thúy nói, không có gì để mất hết, chỉ có thể là 100 đô để mà trải nghiệm một sản phẩm, để mà bắt đầu một cái kinh doanh, để rồi trong tương lai chúng ta có một cái hệ thống làm việc ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và với những gì mà chúng ta đang có, những gì các bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ và ngay lập tức, với lại những gì mà các bạn đang có, đó là một cái phone mà thôi. Thì đây là một cái lời chia sẻ rất là hay, và cảm ơn Nguyên, cảm ơn Thúy rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ những cái giá trị, cũng như là chia sẻ được cái cơ hội kinh doanh cho các bạn trẻ. Và Katrina mong là các bạn mà đang ngồi nghe, những bạn nào, nhất là những bạn nào mà 20 mấy tuổi đó, mà hiện tại bây giờ không biết là ngày mai mình sẽ làm gì, hay là trong tương lai mình sẽ đi về đâu, thì Katrina mong là mấy bạn sẽ liên lạc liền với lại cái người đã mời mình vào cái live hôm nay các bạn nha. Còn những anh chị nào lớn tuổi hơn mà có con cỡ chừng 18 tuổi trở lên, 20 mấy tuổi, mình không biết là con mình sẽ làm gì đó, thì maybe mấy anh chị cũng nên cho con của mình coi lại cái live này. Để rồi mấy bạn rất là giỏi về social media, mấy bạn rất là giỏi dùng cái phone để mà làm tất cả mọi chuyện hiện tại bây giờ trên thế giới, thì tại sao chúng ta không giúp họ kiếm tiền từ cái phone, đúng không ạ? Ok, một lần nữa cảm ơn Thúy, cảm ơn Nguyên và Katrina, cảm ơn tất cả các anh chị đã vào trong chương trình live ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người một ngày đẹp trời khác nha. Thank you everybody. Bye-bye.